Xin chào các bạn đã quay trở lại với Di Động Việt. Như mọi khi, thời điểm cuối năm nay chính là thời gian mà rất nhiều hãng di động trên thế giới đã và đang rục rịch chuẩn bị ra mắt các mẫu điện thoại chiến lược tiếp theo trong danh mục sản phẩm của họ. Nếu như cách đây một tháng thôi, thế giới công nghệ vẫn còn sục sôi với những chiếc Galaxy Note 9, hay cách đây vài tuần thì là những chiếc iPhone 10S Max đầu tiên, hoặc mới hơn nữa là Huawei Mate 20, thì đến bây giờ sẽ là thời điểm thú vị để đến lượt Xiaomi tỏa sáng với thế hệ Mi Mix mới nhất, chiếc Mi Mix 3. Tuy nhiên, khác với những phiên bản tiền nhiệm thì Mi Mix 3 sẽ không còn đi theo thiết kế nguyên khối nữa, mà thay vào đó là công ty Trung Quốc sẽ học tập Oppo một chút để đi theo lối thiết kế camera thỏ thụt để đánh đổi lấy tỷ lệ màn hình chiếm gần như là trọn vẹn diện tích của mặt trước máy. Và như mình đã vừa nói thì việc sử dụng cụm camera thỏ thụt của Xiaomi Mi Mix 3 sẽ ngay lập tức mang đến một điểm lợi là giúp cho màn hình của máy chiếm diện tích nhiều nhất có thể, cũng như có thể tích hợp nhiều chức năng hơn cho camera trước mà không phải lo ngại về vấn đề diện tích sử dụng, đúng không ạ? Xiaomi đã sử dụng thủ thuật tương tự như là mẫu Oppo Find X để làm nên thiết kế của Mi Mix 3. Trong đó thì cụm camera thỏ thụt sẽ được tích hợp thêm cả cảm biến hồng ngoại để có thêm chức năng mở khóa khuôn mặt 3D đang dần trở thành trend hiện nay. Tuy nhiên, khác với Oppo Find X thì phần lưng của chiếc Mi Mix 3 vẫn bao gồm cụm camera kép mà không phải là một thiết kế trơn bóng hoàn toàn. Lý giải cho cái điều này thì chính là nằm ở kết cấu khung của máy. Mi Mix 3 thực chất là sử dụng cơ chế trượt cơ học hoàn toàn, tức là thiết kế của máy bao gồm hai phần thay vì là cái phần khớp được giấu trong khung máy như là Oppo Find X. Có lẽ là phải từ rất lâu rồi thế giới di động mới được chứng kiến một cái chiếc điện thoại cao cấp có thiết kế trượt ngược từ sau. Những chiếc Nokia N95 hay là N96 huyền thoại cách đây cả thập kỷ rồi. Nếu như trước đây những chiếc điện thoại của Nokia sử dụng khớp trượt ngược để hỗ trợ thêm các nút đa phương tiện chuyên dụng, thì 10 năm sau, Xiaomi đã sử dụng cơ chế tương tự để tối ưu hơn cho màn hình của máy. Và thực tế là so với các phiên bản Mi Mix tiền nhiệm thì Mi Mix 3 chính là mẫu điện thoại có tỷ lệ hiển thị lớn nhất. Vâng, nhưng kể cả có là như vậy đi chăng nữa thì Xiaomi vẫn chưa thể khắc phục được một điểm yếu về thiết kế mặt trước của Mi Mix 3, đó là phần cằm trên dưới máy vẫn dày hơn so với các phần viền còn lại. Điều này có thể lý giải là vì Xiaomi vẫn chưa dám xài cái tấm nền OLED uốn cong như là Apple đâu. Và đó là thứ mà chúng ta đã phải đánh đổi để có được một chiếc Xiaomi Mi Mix 3 với mức giá là loanh quanh 600 đô. Và cũng chính điểm này mà chúng ta vẫn đang nhìn thấy một bộ mặt khá là nhút nhát một chút của Xiaomi. Họ vẫn chưa dám làm một mẫu điện thoại đắt tiền thật sự. Vâng, đắt tiền thật sự. Đôi khi thì việc mang đến cho người dùng những sản phẩm tốt với mức giá rẻ sẽ dễ dàng giúp chúng ta có cảm tình hơn. Xiaomi là một ví dụ điển hình về thương hiệu được yêu mến ở khía cạnh thật thà như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, liệu cứ như vậy mãi có phải là tốt hay không? Không khó để tìm ra những hãng di động đã thành công từ một thương hiệu giá rẻ, nhưng nhờ sự đột phá mà giờ đây người ta vẫn sẵn sàng chi cả nghìn đô để mua điện thoại của họ. Huawei và Oppo là hai ví dụ điển hình. Nhưng với Xiaomi, với lực lượng fan hâm mộ hùng hậu cùng sự trung thành lớn với các thương hiệu, thì các sản phẩm của công ty này lại chưa chứng tỏ được điều gì so với hai ông lớn kể trên. Với mức giá vẫn theo kiểu chưa dám bán đắt của Xiaomi ý, thì cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ còn tiếp tục bị đánh giá thấp về khả năng kiếm tiền mà thôi. Nói tóm lại thì Xiaomi Mi Mix 3 vẫn có thể coi là một chiếc điện thoại đáng mua nhất, tốt nhất của Xiaomi mà người dùng lẫn fan hâm mộ có thể lựa chọn ngay lúc này. Nhưng xét về khía cạnh kinh doanh thì nó vẫn chưa phải là mẫu máy mà có thể khiến cho giới đầu tư thôi có cái nhìn tiêu cực về chiến lược sản phẩm của họ. Mà điều này thì sẽ lại tác động rất lớn tới tình hình tài chính của Xiaomi sau này đấy. Và đó là những điều mình muốn chia sẻ với anh em về cái thiết kế mới của Xiaomi Mi Mix 3. Liệu rằng cái việc họ sử dụng một cái camera thỏ thụt như vậy, mặc dù không phải là lạ, và cái lợi thế của họ là với cái màn hình có cái tỷ lệ khả dụng cực kỳ lớn, thì liệu rằng Xiaomi Mi Mix 3 có phải là một cái nước đi đúng đắn, hay là Xiaomi đang cho thấy một cái sự nhút nhát trong việc thiết kế sản phẩm của mình? Thì suy nghĩ các bạn ra sao? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, hay là muốn đón chờ những video hay hơn nữa của Di Động Việt trong tương lai, thì các bạn hãy bấm đăng ký cũng như bấm chuông để chúng ta có thể gặp lại nhau, không bỏ sót bất kỳ video nào. Bây giờ thì như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.